Osmon. Con này công suất 160W. Đây, thời gian sử dụng là từ 20 đến 40 phút nha. Ông nào hãy hỏi thì ông nhìn thấy luôn. Đây, máy đây. Mở luôn đi, trời. Đây, bên trong này. Rút đi, rút ra. Đây, đồ nghề đây, phụ kiện này. Hộp là một cái thân máy này. Đây các phụ kiện này, nối dài này, đầu hút thảm, đầu hút sofa này, hút giường. Cái hút giường, hút sofa, hút thảm được. Đầu này hút bàn phím, hút những cái chỗ mà góc nhỏ ấy. Đây hút cạnh tường này. Hút ô tô hút cạnh tường này. Đây. Đây thân nối dài này. Đây đầu sạc này. Đây là charge pin này. Đây là pin của nó. Pin này. Đây là cái bát treo tường. Đây là đầu hút sàn nhà. Đây là thân máy này. Đây là thân máy nhá. Hãng là Osmon. Bây giờ tôi lắc và tôi test thử cho anh em nhé. Quay gần đây. Bây giờ pin nha anh em nhá, gài vào đây này, nó có cái dây trượt đây này, gài cái dây trượt vào đây đấy, chặt luôn, sau đấy gắp lên cái này. Đây là hút sàn nhá, mình hút sàn thì mình gắp cái này. Đấy, kéo dài này, kéo ngắn này, mình chỉnh được độ dài ngắn của nó. Đây đầu hút sàn này. Mọi nhìn đây là có cái hai cái chấu này, mình tương ứng vào đây là xong, lắp tương ứng vào đây. Đấy. Ok này. Giờ mình kéo ra thì mình bóp vào đây, mình kéo nó dài ra. Đấy. Hút này. Đây là có cái cò nhá, bóp cái này, bóp cái hút nhá. Có cái đèn này nó soi bụi nhá, lúc mà sàn mặt sàn mình có bụi ấy soi nhìn rõ ngay mà. Trơn á, trơn chui. Giờ tôi thử cái đầu hút ô tô cho anh em xem nhá. Đây hút xe hơi thì mình lắp cái đầu này vào này, tôi hút một cái đầu bé bé này. Phát hết luôn, sạch luôn. Như ngoài hàng. Như thế nhé. Sạch hết. Tiện lắm. Cái con này nó công suất là lớn này. Bật nhá. Rác nhá. Đưa này vào đây. Trời, bấm kín tít. Yeah. Trời. Anh em mua này dùng vừa dùng ở nhà được, vừa dùng ô tô được, tiện mình hút những cái rác, những cái bụi trên ô tô này rất là tiện, không phải lúc nào cũng ra hàng ở đâu. Tôi làm một con này đây rác rửa này, hút hết luôn. Hai ba ngày không dùng bụi lắm. Xe này mình thường sửa hàng nó nhiều bụi. Đó. Hút nhiều rác này, dã man. Còn hút xanh, hút nhanh, hút mạnh.
mà cầm nó rất là nhẹ, đầm tay. Mình tự vệ sinh được luôn, bao giờ mà nó bẩn quá sơ sơ này mình tự hút được. Kèm tôi hút một tí này, rác này. Sơ sơ cái xe thôi, xe này chở hàng nó hơi bẩn. Để cho anh em xem thành quả nhé. Này, rác dã man chưa? Để tắt đi rồi mình vặn rồi mình đổ thôi. Đây nhá, đổ rác đi rất là dễ, nó có cái nút ở đây này. Một cái bóp ở đây cái này. Đấy, nó bật ra ngay. Này, rác này. Đấy, thế mà đổ thôi là xong. Không phải thay nõi lùng gì cả. Loại này rất là đơn giản. Bao nhiêu là rác. Đúng không? Tóc tai này. Xong. Tiếp tục hút được tiếp. Đấy. Rất gọn nhá. Đa năng gọn. Giá hợp lý. Rồi mời anh em chén.